Khánh khởi lên. Chuối chơi trò nhảy này nè. Đây đang nhảy qua bên cái cây kia coi hả? Đây. Qua đây chơi. Ôi cây này đẹp quá. Lên cây này chơi đi. Nè, em chui xuống dưới. Đừng có rung nhá. Ngã bây giờ. Đồ hộ khâu. Cái này là cái ngầm, cái mục đích của nó là để đi ngang đường, để đường chúng ta không có, tại vì cây đổ á, thì làm cầu nó sẽ vướng. Nên là cái này là những cái mùa nước lũ á, là cây nó thác qua luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để nó giữ nước vào mùa khô, để cho các loài động vật trong rừng uống. Và ngoài ra thì rừng là để trữ lượng nước để chữa cháy rừng trong mùa khô. Nhưng mà chúng ta cứ đi qua không vấn đề gì. Rồi, chạy rồi. Đua nào, đua đi, đúng không?